Thì anh em tôi cũng đã gọi là nướng ok xong hết rồi. Đây Thì anh bây em giờ ơi. anh em tôi sẽ thử xem nào. Rất là khá là Đây. vàng anh em ạ. Tôi sẽ thử cắt cơn. Cắt cơn luôn. Tôi đói, chân tay tôi run lắm rồi. Anh em nhé, thì hôm nay hai anh em mình lại tiếp tục đi làm video đây. Thì hôm vừa rồi anh mình có phát hiện ra một một đám ruộng đã bỏ hoang lâu rồi. Mình anh em mình nghi ngờ là sẽ có nhiều lươn nên là hôm nay anh em mình vào đây bắt lươn xem là có được lươn hay không nhé anh em nhé. Nghĩ là bán này chắc là có đấy. Đây anh em mình sẽ kiếm lươn ở đây anh em ạ. Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay bắt đầu tôi sẽ dùng gọi là cào 5 ngón, hiểu không? Cào 5 ngón của tôi đây. Tôi sẽ tận dụng là đôi bàn tay của tôi này. Bắt lươn xem. Cào mấy con lươn xem là có được con nào không nhá. Giờ tiến hành thôi nhỉ. Tốt thôi, để xem là nó được. Đồng chí anh nhiều lỗ lắm. Đồng chí anh tiến hành rồi đấy. Em biết là có không? Người ta thấy nhiều lỗ lắm. Đâu đây, đây cái lỗ này phải không nhỉ? Đây anh em ơi, đây có một lỗ này anh em ơi, nguyên là lỗ này phải lỗ cao này, hơi cứng, cứng này chắc nó không ở đâu đoạn này, thế nên vào đoạn sau này, đoạn này nó mềm hơn này, giờ nó mềm thế, vài tí rồi gặp con to như cổ tay không biết kiểu gì nó bị giật mình luôn đấy chứ. À, cái ruộng này bỏ lâu rồi anh em ạ, khả năng là nếu mà có thì luôn to lắm đấy. Không phải như ruộng không phải lươn như ở những cái đám ruộng mà hay làm đâu, bởi vì cái này bỏ hoang lâu nên là không ai bắt được ấy, nhưng mà có thì chắc là có lươn to lắm ấy. Cào đi, có sức khỏe cứ phải cào. Giờ là 8 giờ sáng nha anh em nhé, trời cũng bắt đầu hưởng nắng rồi, anh em mình mới đi ra khỏi nhà. Thế hôm nay liệu có thành công, liệu công sức bỏ ra có được cái gì không? Hồi xưa đi cáo này hay được lắm, nhưng mà lâu anh em mình không đi rồi. Hồi xưa hay đi cào những cái ao bỏ hoang lâu là có nhiều lắm anh em ạ. Đi, không phải lỗ nữa không? Hôm nay trời nắng đẹp rồi anh em ạ, nên là hai anh em mình quyết định đi bắt lươn xem là có hiệu quả không, thành công không. Thử tài xem nó thêm còn như được như hồi xưa không phải không? Hồi xưa mình dùng cào thật, nhưng mà nó bây giờ là mình dùng cào của chính bản thân mình luôn. Cái gì cũng phải cố gắng anh em ạ. Trời bắt đầu nắng lên đấy, nóng dần rồi, chưa thấy gì cả. Đi hút anh em ạ, gần 2 tiếng đồng hồ đây anh em ạ. Thấy lỗ ở đây nhưng mà không biết là ở kia có hai lỗ, đấy hai lỗ nên là anh em mình mới hút. Ô, nó bò lên đây luôn này. Ôi giời ơi, đây. Ôi giời ơi, con này nữa rồi anh em ơi. Em ơi, hồi nó bò lên đây luôn này. Mà bé nhỉ, lươn bé thôi nhỉ. Không to lắm. Đang nghĩ là
có đấy. Cho vào số. Úi, nó đi bây giờ. Em nữa rồi anh em ạ. Hai em nữa nha anh em ơi. Thật sự là cái cào năm ngón này cũng có rất là hiệu quả luôn đấy. Căn bản ở đây cũng có nhưng mà lươn không to lắm anh em ạ. To mấy. Đây là con lươn cháu. Đây anh em ơi, có lươn nhỏ đây anh em ơi, thấy không? Lươn con đây, con cá lươn cháu ấy. Anh em thấy không? Có lươn nhỏ đây nhá. Đây này, con lươn nhỏ đây này. Nhiều lươn nhỏ lắm anh em ạ. Nhưng mà nó đi nhanh lắm. Lươn nhỏ đi nhanh, không là nó bé không kịp bắt. Nên tôi bắt được một con, tôi quay cho anh em xem. Rồi. Con này để cho nó xuống hả anh ơi? Để cho nó lớn rồi anh em ạ, tôi bỏ. Tôi cho con này nó lớn rồi anh em, không lấy này. Đi nhanh lắm anh em ạ. Đi tí mình thả sau. Đi. Quay anh em ạ. Chào bạn nhé, thì nãy mà vài giờ đồng hồ anh em chúng tôi là còn đã cào bới được gọi là một ít. Đây anh em ơi, thành quả của anh em mình đây, đủ nướng rồi anh em ạ. Đây là từ tầm 7 con vâng, 6 hay 7 con nhỉ? 7 hay 8 con đi nhỉ? Đấy, tầm đấy. Nhớ là anh em xuống là anh em nhìn nó chưa rõ là thì anh em tôi đi rửa lại cho nó sạch sẽ. Anh em tôi sẽ mổ và làm sạch rồi quay tiếp nha anh em nhé. Nó mệt thật. Mệt quá. Thôi đi mổ cá đi, thành phẩm của anh em mình đây. Cũng được nhiều phết đây anh em ạ. Mà lươn hơi nhỏ nhưng mà to đi nó thì tốt. Đây bé. Trời giờ khá là nắng. Phải khá là nắng mà rất là nắng rồi anh em ạ. Rất nóng luôn, anh em tôi ở cái trần này. Quá nóng. Lửa mới bắt đầu lên anh em ạ. Mà nướng cá thì nhanh thôi, không lâu, 30 phút sau được nướng, có than nướng này. Đây, cả sáng anh em tôi đi cào này, cái móng tay cho xuống bùn này, rồi nó đen xí hết này anh em ơi. Đen xí hết móng tay luôn anh em ạ, rửa không đi luôn. Đây phải, không biết là rửa bằng chanh có đi không. Thì hiện tại thì trời đang rất là nóng, tôi có chẹt được hai cái tàu lá cọ nhỏ. Thì gọi là che tạm. Giờ thì cá đang nướng kia rồi. Kia và anh nó đi lấy lá cọ trên đồi này này, đồi rất nhiều cọ luôn, mình chặt 3-4 lá về là đủ. Cái ruộng này bỏ rất lâu rồi nên là cỏ nó lên rất nhiều xanh xanh đấy. Đây anh em ơi, cá nướng này, cá lươn nướng này, nướng thế này không cần phải tẩm ướp gì đâu anh em ạ, tí anh em mình chỉ cần chấm với muối ớt là cả chanh nữa là ok, tuyệt vời rồi, rất là ngon. Và
Rồi anh em muốn đói rồi ăn này rất là ngon anh em ạ. Đây. Được một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi lấy 9 con anh em ạ. Tổng cộng anh em mình hôm nay được 9 con. Cũng nóng quá anh em ạ. Đây, thật là sự là quá nóng luôn. Trời hôm nay rất nóng, nắng rất đẹp. Nhưng anh còn đang lấy cọ ở trên kia anh em ạ. Đây, 3-4 lá xuống mới đủ. Đây này, tôi lấy tạm hai lá nhỏ đây, tôi ngồi tạm đây. Anh thấy nóng quá, nó phải đi lấy lá cọ ngay. Thằng anh nó đang nướng cá kìa. Còn tôi thì tôi chuẩn bị nước chấm anh em ạ. Nước chấm thì cũng không có gì mấy đâu. Chỉ có muối, ớt, tỏi, không là quả chanh nữa thôi anh em ạ. Rồi rau thơm, chuẩn bị rau thơm với cả dưa chuột đây. Dưa chuột này, dưa chuột từ trồng anh em ạ, nên là nó không được đẹp lắm. Cá nướng kia là sắp chín rồi đấy anh em ạ. Vàng lắm rồi. Đây anh em ơi, sau một hồi tôi đã giá được cái tỏi, ớt với cả muối với nhau rồi. Giờ tôi cho chanh xuống ăn nữa là xong, bắt được chấm anh em ạ. Bắt chanh cái mà nước bọt. Đây, đồng chí anh đói lắm rồi anh em ạ. Phân nước chanh, phân nước này xong, bắt nước chấm ở đây anh em ạ. Nước chấm mình thì đơn giản đấy thôi. Mình nướng đơn giản mà cũng cho làm nước chấm đơn giản. Nhưng mà ăn thì nó phải chiên là tuyệt vời rồi anh em ạ. Thế nha các bạn nha, thì nãy anh em tôi là cái thời gian anh em tôi nãy cũng gọi là đi bới bằng gọi là 5 cái cào của tôi này. Thì bây giờ anh em tôi đã có sản phẩm rồi. Bây giờ nãy thì anh em tôi cũng đã gọi là nướng ok xong hết rồi. Đây anh em ơi, anh em tôi sẽ thử xem là rất là khá là vàng anh em ạ. Cắt cơn luôn. Đói chân tay tôi run lắm rồi. Đây làm một con này, mời anh em nhá. Đây gió quá anh em ạ. Anh em tôi đang ngồi ở giữa trưa luôn. Nên là gió rất nhiều, tầm này gió nhiều anh em ạ. Cầm ớt này. Nhìn thấy bán được chấm thấy cay rồi, nhưng mà mình ăn được cay khổ thế. Ổn chứ? Ngọt còn nó mùi lắm. Ừ. Đúng, tại vì mình nướng mình không tẩm ớt gì luôn á. Nướng chay nhưng mà nó rất là ngọt anh em ạ. Tôi cũng được ăn rồi nên là tôi mới làm video cho anh em xem. Ngọt thiệt lắm. Ngọt lắm phải không? Bây giờ nó không có vị gì mà chỉ có mỗi cái vị thơm của cá thôi, vị ngọt của cá thôi. Ừ. Xong là vừa đang ở bùn thế là tự nhiên lên mấy phút sau phải chết rồi. Quá tươi luôn, quá ngon luôn. Đấy, miếng này mới ngon này anh em ơi. Tách thịt ra này. Mà nướng cái là tách thịt dễ anh em ạ. Nha. Rất là ngon luôn. Tuyệt vời phải không? Nhưng mà chắc hơi ít chanh nhỉ? Một quả cũng không ít lắm nhỉ? Cũng hơi ít tí nhỉ? Có thêm quả nữa thì hay anh em ạ. Nhưng mà anh em mình hết chanh này. Làm thêm quả dưa chuột nữa vào xem nó có đỡ ngấy không? Mà ăn cái này chắc không ngấy anh em ạ. Vì đồ nướng ăn nó không ngấy, bởi mình không có đồ mỡ gì đâu. Nhìn nướng bình thường. Nướng chay luôn mà. Rồi, nghe một quả này. Làm quả dưa vào thì không bao giờ sợ ngấy đâu anh em ạ. Review cả quả dưa chuột luôn. Dưa chuột nhà tự trồng nha anh em nhá. Không phải mua được, dưa rất sạch luôn. Ăn nó mát thôi. Càng nóng ăn dưa nó mát lắm anh em ạ. Hám được cái vị cay. Hám được nhỉ. Đây anh em ơi, đây anh em tôi hôm nay có rau má này. Ăn được cái ruộng luôn này. Tí tô à? Như tí tô. Xong là đi, rau mùi. Anh em đang đi vào trong này để mà đi rau gì nhỉ? Kiếm lươn thì thấy mấy cây tí tô này ngon quá. Cái này tôi nhặt tự nhiên ở ngoài kia anh em ạ, bởi vì ngoài kia có cái vườn người ta bỏ hoang ấy, người ta không dùng nữa nhưng mà vẫn có những cái loại rau ở đấy, nên là đấy anh em mình cũng nhặt được ngoài kia luôn. Còn là dưa thì anh em mình mang từ nhà về. Về nhà thôi. Cái thật. Cay nhưng mà ngon đúng không? Tôi cũng làm một con. Tôi làm cái đuôi nha anh em nhé. Đây anh em ơi. Chín hết rồi. Chín rất ngon luôn rồi. Rất là ngon luôn anh em ạ. Nhìn xoăn xoăn như kiểu con rắn anh em ạ. Cái màu nó đúng như màu con rắn luôn. Wow. Mời anh em nhá. Rất là ngon anh em ạ. Tuyệt vời. Cái này lươn nướng chấm muối ớt
tỏi, cái chi ngon. Cái này không sợ ngấy đâu anh em ạ. Nằm răm 3 miếng mà xong rồi thêm ít là ghém ít thơm mà tuyệt vời. Nó ngon rồi anh em ạ, tuyệt vời. Món này ok. Thế thế. Làm miếng dưa này anh em ạ, đỡ cay, hám cay tốt. Lên rất nhiều thịt anh em ạ. Ngọt thật, ngọt thịt á. Ôi mà cay này, thấy xuống hơi nhớt. À, bé hết mỏ rồi. Ngon. Cay quá anh em ạ. Thực ra mà nó nướng được giòn hơn thêm một tí nữa ấy nhỉ, thì nó ngon hơn. Đúng rồi. Cay cực kỳ luôn anh em ạ. Cay quá. Nghe biết rau má anh em ạ. Rau con rau má ghé mặn mới đổ gì cũng ngon anh em ạ. Đổ cứ đổ nướng được cái mới đổ nướng gì cũng ngon luôn, rau má rất ngon. Hoàn cảnh đêm mát thôi. Gian anh em mình chiến thì cũng hết rồi anh em ạ. Giờ anh nó đang đi rửa tay rồi, xong xuôi tất cả. Đây còn toàn xương anh em ạ, còn đầu với xương này anh em mình khoan được nên là bỏ. Đấy, giờ no bụng rồi anh em ạ. Giờ chắc anh em mình sẽ rút thôi anh em ạ. Giờ cũng là 2-3 giờ chiều anh em ạ. Anh em mình chắc là mình cắt video tại đây đi. Thì anh em xem video thì quý hai anh em mình thấy anh em mình làm video cũng hay thì nhớ like, đăng ký kênh và ấn nút chuông để xem những video mới nhất mà anh em tôi đăng lên nhé. Xong là hết, chào anh em nhé, bye bye. Chào mọi người, bye bye anh em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh của anh em tôi nhá. Rồi ok nhá.